Anh Sò, nếu phụ nữ chúng em mà không có những thứ mà đàn ông các anh khao khát thì liệu có tình yêu không? Tình yêu xuất phát từ trái tim, là sự đồng điệu giữa tâm hồn với tâm hồn. Những thứ khác tính gì mình? Tâm hồn đồng điệu. Vậy mà khi yêu, các anh cứ đòi hỏi, nếm với thử, rồi dâng hiến. Không cho thì hậm hực dỗi hờn, mà cho thì dăm bữa nửa tháng, no sôi chán chè, lại lạnh nhàn. Nếu em mà không có những thứ các anh cần, xấu như ma cấu, chắc là chẳng ai thèm dòm ngó đâu. Xì măng. Nhít bố nó vào, xem các ông còn thích tôi nữa không. Nhiều khi cái gì nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là thật đâu. Đây bác ơi, dáng lom khom. Cháu à? Nhìn hình như là cụ ngày bác ngày xưa là chăn trâu với mẹ cháu thì phải. Còn Sò, ngày xưa bé còn thò lò muối xanh, thế bây giờ đã lấy vợ chưa? Dạ, cháu chưa, đã lấy đâu. Nhà tôi có hai đứa con gái, chưa xuất chuồng. Cậu sang nhà tôi chơi, nếu mà thích, tôi gả cho. Ôi chú ơi, vùng nước chú đi từ từ thôi. Đừng làm tôi rất răng, tôi sợ quá. Không lo. Ôi ôi, chơi cả mũ trời này. Cứ bình tĩnh gì mà. Chú đi từ từ thôi nhá. Bác cứ bình tĩnh làm gì mà cam run thế. Tôi sợ quá. Tôi xuống đây đi. Trời ơi sợ quá. Chú đi xa kiểu gì đấy. Bác ở đây đợi cháu một chút nhá. Cháu vào trong mua ít quà. Đứng im đấy. Không trẻ con nó ru xuống ao. Không biết là nó mua quà gì thế nhỉ. Có phải mua tặng mình không nhỉ. Chú ơi mua cho tôi cái kẹo mút với nhá. Mấy thằng mồm lúc nào cũng xen xoen trái tim với cả đồng điệu tâm hồn. Chị ơi, tí nữa có đứa nào nó đến, chị ra xem thế nào nhé, thử lòng chúng nó xem. Chú ơi, dừng xe, dừng xe. Gì thế bác? Đến nhà tôi rồi. Đây, nhà tôi đây này. À xe à? Cậu vào nhà đi. Dạ. Cháu có chút quà biếu bác. Chú chui đáo quá, đã tặng tôi đậu phụ, lại còn tặng thêm thịt nữa. Thôi vào nhà tôi đi. Bác có điều cười, thế này mà trong đêm thì khối đứa hết hồn. Nhà tôi có hai đứa con gái, đã đến tuổi cập kê, cùng muốn xuất chuồng cho chúng nó. Dạ. Không mấy năm nữa thành mái xe, chú uống nước đi. Vâng, cháu xin. Thế em nhà mình đâu bác? Cháu muốn xem mặt. Con ơi, ra đây cho anh ngắm mặt tí. Chào anh. Anh muốn xem mặt em à? Ui giời. Người gì mà xấu đầu, xấu đuôi, xấu ngược, xấu xuôi thế này. Tôi gặp bác đây nên là đèo về thôi chứ có muốn xem mặt xem mũi gì đâu. Nhà cái thằng này bàn bành tráng hay sao mà lận mặt nhanh thế. Vừa nói bảo về cho xem mặt thì hào hứng lắm mà. Dạ, cháu xin phép. Giờ cháu có việc phải về. Thấy xấu là chạy mất dép luôn. Thế mà mồm cứ leo lẻo, tâm hồn với chả đồng điệu. Em hến vẫn là nhất. Alo, anh bảo gì em đây? Dạ chỗ mọi hôm anh gặp tí, nhớ quá. À, được rồi. Nhớ hến thế chứ lì. Không gặp hến một tiếng mà cứ ngỡ như là 60 phút cơ. Nhớ thật không? Tha thiết thật không? Để em dẫn về ra mắt gia đình.
tính chuyện dài lâu. Được thế thì còn gì bằng, đi thôi. Đây là nhà em. Bên cái nhà lúc nãy à? Có phải em có một người chị gái hay là em gái đúng không? Cái người mà xấu xấu đấy. Đúng rồi. Có vẻ như là cậu thích những người con gái xinh. Dạ đâu có. Yêu chỉ cần sự đồng điệu giữa tâm hồn và trái tim. Vậy anh vào trong, em bảo đi. Không ăn thua, đổ bê tông cốt thép gì mà chắc thế. Này anh, đến với nhau bền lâu thì phải vì cái nghĩa cái tình, chứ đừng vì cái mình muốn mình ham. Nếu cậu ham ra thịt thì ra chợ mua miếng thịt bụng mà nắn mà xoa đi. Cậu biến đi. Mất tôi hai cái đầu với cả mấy lạng thịt, không được miếng gì. Và ghê gớm quá.